Dạ em chào cả nhà. Cả nhà tối nay có khỏe không ạ? Hôm nay mình đến cái buổi thiền thứ ba, cái phương pháp thiền thứ ba là mình tập quán nhân duyên. Những nhân duyên là những cái việc mà đã đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là hạnh phúc, đau khổ, giận dữ, hay là trong nhà, trong gia đình của mình có những cái sự việc đang xảy ra. Nhân duyên ở đây nói chung là những sự việc, mình đừng có suy nghĩ về những việc xa quá, mà mình tập trung vào cái buổi hiện tại. Thì phương pháp đầu tiên, cái buổi đầu tiên của mình là cái phương pháp theo dõi hơi thở. Cái buổi thứ hai của mình là quán về cơ thể. Cái buổi thứ ba hôm nay là mình quán nhân duyên sự việc. Cả nhà đã theo hai cái buổi đầu rồi, thế thì mình có những trải nghiệm gì không ạ? Ví dụ là buổi thiền thứ nhất là mình theo dõi hơi thở, và cái buổi thiền thứ hai là mình theo dõi cơ thể của mình, thì có những cái trở ngại gì không ạ? Dạ em mời chị. Dạ cảm ơn chị. Nếu như vậy thì đã có kết quả tích cực, có nghĩa là tự mình tìm được cái sự an lạc nhẹ nhàng, tuy rằng nó chưa có tuyệt đối, nhưng mà bước đầu như vậy là an ổn rồi. Thế thì người ta hay nói là thêm bạn là bớt thù, thêm một người tốt thì bớt đi một người xấu, thêm một ý nghĩ lành thì bớt đi một ý nghĩ dữ. Thì chúng ta ở đây đang là những người tiệm tu, đang trên con đường tu hành. Tu là sửa, hành là thực hiện. Thế thì nếu mà ta thường xuyên suy nghĩ những cái điều lành, những cái điều tốt, thì giảm đi những cái điều dữ. Từ từ, nó chuyển từ từ, chứ không thể nào mà chuyển một lần nhanh được. Trong bốn phương pháp ngồi thiền mà Khải Toàn chia sẻ, phương pháp đầu tiên là theo dõi hơi thở. Thế thì nhắc lại, nếu mà có ai mới ở đây thì đầu tiên trước khi ngồi thiền thì mình nên massage cơ chân của mình, để mình ngồi lâu không có bị tê chân, thả lỏng cơ thể. Thì phương pháp đầu tiên là phương pháp theo dõi hơi thở, hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Cái phương pháp thứ hai, cái buổi ngày thứ hai là tuần trước, theo dõi cơ thể, mình cứ cảm nhận cái cơ thể của mình toàn thân, chỗ nào đau, chỗ nào lưu thông mình cứ cảm nhận. Cái phương pháp hôm nay là mình quán nhân duyên. Thì đây là cái phương pháp khó nhất trong bốn phương pháp. Ví dụ trong gia đình của mình có một người thường xuyên làm mình đau khổ phiền não. Cuộc sống con người, người ta làm mình vui mình không có nhớ lâu, mà người ta làm mình buồn, mình giận thì mình nhớ rất là lâu. Thì mình quán về cái người đó, hoặc là mình quán những cái sự việc bất như ý, nó không thuận theo ý của mình. Hoặc là trong nhóm của mình đang hợp tác công ty làm chung, tự nhiên có một người luôn trái ý. Thì nói đơn giản là mình nhìn nhận, mình cảm nhận lại cái sự việc đang xảy ra, mình không phán xét. Dần dần nó sẽ trở thành một cái lẽ thật trong cái cuộc sống. Mình cảm nhận một cái lẽ tự nhiên, không phán xét. Khi mà đủ cái khả năng, đủ cái năng lực trong cái nội tại của mình, tự nhiên mình cảm thấy cái việc đó nó rất là bình thường. Nó ví dụ trong nhà mình có một cái người thân, mình luôn hết lòng giúp họ, nhưng mà họ luôn làm trái ý của mình. Thế thì ví dụ như nếu mà cha mẹ thì mình có những đứa con luôn làm nghịch ý của mình, hoặc là vợ chồng với nhau luôn làm đau khổ cho nhau, thì mình nên hiểu một điều là người mà làm mình đau khổ, một là mình nợ họ. Người mà nói lời không hay, nói lời giận dữ, nói lời không vui hoặc là mắng chửi mình là người đang đau khổ. Không có ai vui vẻ mà nói những cái lời ấy hết. Thì mình nhìn nhận lại những cái sự việc ấy,
sự việc hiện tại trong cuộc sống để mình cảm, không phán xét, cứ nhẹ nhàng. Thì phương pháp thiền này là phương pháp thiền quán, dần dần mình sẽ chấp nhận được những cái sự thật mà nó xảy ra mà mình không thể thay đổi. Ví dụ như là thiền sư Thích Nhất Hạnh có một cái câu nói rất là hay: nếu mà mình không đủ củi mình nấu nước sôi, thì thay vì mình đi tìm củi, mình hãy bỏ bớt nước ra. Thì trong cuộc sống, nếu mà mình không thể thay đổi được một cái điều gì đó, thì giảm lại mong cầu, giảm lại mong muốn. Đa phần mình đau khổ phiền não là do mình muốn quá nhiều, quá khả năng. Nếu mà mình ít muốn lại, ít muốn biết đủ là an vui. Thì ở đây ít muốn biết đủ không phải là mình không cố gắng, không cầu tiến, vẫn cố gắng, vẫn cầu tiến, nhưng mà trong cái khả năng, trong cái điều kiện của mình. Thì nếu mà mình không cần biết là anh chị cô chú ở đây mình theo tôn giáo nào, mình luôn có cái con đường, mình luôn có cái phương hướng để làm lành, thì ngồi thiền là một cái phương pháp giúp tâm của mình nó nhẹ lại. Bình thường vui mình rất vui, giận mình rất giận, đôi khi là mình không kiểm soát được cảm xúc của mình. Thì những cái buổi ngồi thiền nó giúp cho tâm của mình nó nhẹ lại. Tu thiền là tư duy tu. Thế thì sau khi mình một thời gian mình hành thiền quen rồi, thì trong đời sống hàng ngày, những cái hoạt động, những cái trao đổi, những cái công việc, trong mọi sinh hoạt của mình có thể áp dụng vô, áp dụng một cách rất là tự nhiên. Làm sao biết được mình có cái khả năng nhận diện, mình có cái khả năng chuyển hóa những cái gì mình cố gắng thành cái điều lành, thì cũng trong những cái buổi thiền quán mình tự nhận ra. Sau một tuần ngồi thiền, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, thì cái hành vi, cái lời nói, cái cử chỉ, cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình cũng sự việc cũ, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Càng ngày giảm đi cái việc giữ, giảm đi cái giận, thêm nhiều vô cái an lành. Thì đó là cái cách mà tự mình cảm nhận được mình đã có một chút công phu. Ở đây thì Toàn chỉ chia sẻ cái phương pháp, tùy mỗi người, tùy điều kiện mà mình áp dụng vô cái phương pháp đó. Phải thường xuyên, phải tinh tấn. Ví dụ như là gặp rất là nhiều người theo Phật giáo, theo Công giáo. Thế thì những cái vị mà gia đình mà có đạo Công giáo từ nhỏ, được dẫn đi lễ thường xuyên, đó là những cái người rất là an lành, luôn cầu tiến và an lành, ít thị phi. Bây giờ mình nói là cái này là cái sự ví dụ, không phải so sánh. Phật giáo tuy rằng cái giáo lý rất là cao siêu, nhưng mà người ta ít dùng, người ta ít chú tâm vào. Kinh Tân Cựu Ước của Công giáo rất là đơn giản, trực quan. Ví dụ như là: nếu mà tay phải làm điều lành, đừng cho tay trái biết. Thì cái lời lẽ trong Kinh Tân Cựu Ước của Công giáo rất là trực quan, dễ hiểu. Thế thì ở đây không phải là cái pháp cao hay cái pháp thấp, không phải là cái phương pháp thiền 1, 2, 3, 4, mà là mỗi ngày ta dùng cái phương pháp đó như thế nào và thường xuyên gọi là tinh tấn. Thì trong Phật giáo có cái là siêng năng độ giải đãi là lười biếng. Thì quan trọng là mình tìm đúng cái phương pháp phù hợp và mình thường xuyên mỗi ngày. Nên ở đây, nếu mà nói mọi người là mỗi ngày về ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, không ai chịu hết. Thì khuyên mọi người một ngày khoảng 10, 15, 20 phút, dần dần tăng trưởng lên. Giống như là mình nói là mình khuyên một cái đứa trẻ trong nhà của mình, con ngồi thiền đi khoảng 3 phút, 5 phút thôi là được. Nhưng mà mỗi ngày nó có cái sự siêng năng. Thì quan trọng là không phải thiền phương pháp thiền theo dõi hơi thở, thiền quán cơ thể, quán nhân duyên, hay là thiền đếm, là thiền sổ tức. Không phải phương pháp nào, mà là mình có thường xuyên mình dùng và phù hợp với cơ thể của mình không. Thì những cái ngày đầu tiên mà mình tập thiền, trong 3 tháng đầu tiên tập thiền thì rất là khó để theo dõi hơi thở hoặc là quán.
Tại vì tâm của mình rất là sao động, dễ phóng tâm. Ở đây thì chư vị đang dành hết tâm tư mình, gạt bỏ những cái sự việc, công việc của mình ra một bên. Mình đang đến một cái nơi có năng lượng rất là lành. Mình cùng nhau tìm cái phương pháp giúp cho mình có một cái cuộc sống an lạc. Hết khổ là lạc. Khổ là nó không như theo ý của mình. Kẹt xe ngoài đường nóng quá, có ly nước uống là hết khổ. Thế thì giữa cái khổ và cái lạc nó là hai mặt của tờ giấy trong cái quyển sách Không Sinh Không Diệt Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thì ví như là hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của tờ giấy, không thể tách rời. Nên mình phải chấp nhận điều đó. Mình chấp nhận đó là một lẽ thật thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Còn mình không chấp nhận thì mình cảm thấy là nó đau khổ, nó phiền não. Tại sao không như thế này, không như thế kia? Thì mình cứ quán trong cái phương pháp thiền quán này. Những đau khổ, thất bại, những cái gì mà mình mong muốn mà không được là do tâm của mình nó không thuận theo hoàn cảnh hoặc sự việc, nó không thuận theo nhân duyên. Nếu mà cây cối nó không có thích nghi với môi trường, thời tiết, nó không thích nghi với mọi thứ xung quanh thì nó đã không tồn tại. Thì khi mà mình không chấp nhận một việc gì đó trong cuộc sống là do tâm của mình không chịu thích nghi. Mà tâm của mình không chịu thích nghi là do mình chưa hiểu lẽ thật. Thì trong công cuộc tu hành hay sửa đổi bản thân thì có hai phần quan trọng là hiểu lý và thực hành. Mình hiểu cái lý lẽ đó và mình thực hành cái lý đó trong cái cuộc sống hàng ngày. Mà để hiểu lý, đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh. Ví dụ như mình muốn mở quán cà phê thì mình phải biết là quán cà phê có những cái tính chất gì, pha chế ra sao. Mình học, mình là mình biết lý thuyết, sau đó thì mình mới thực hành, mình mở quán. Thì trong cái quá trình mở quán thì nó có bao nhiêu phát sinh, mình chỉnh sửa nó. Thì trong tất cả những công việc, ngay cuộc sống, tất cả mọi sự việc đều phải hiểu lý và thực hành. Thế thì ngay cả việc mà mình bị bệnh, mình uống thuốc, mình cũng biết là mình bệnh gì, mình có niềm tin vào cái thuốc này và cần thời gian. Thì tóm lại, mình dùng một cái phương pháp, không phải dùng một mà dùng nhiều. Trong công cuộc tu hành thì nó có gọi là chánh tu hoặc là trợ tu. Có một cái chính và một cái phụ. Song song đó, trong suốt thời gian mình phải thường xuyên thực hành. Giống như đi tập thể dục, mình muốn cơ thể đẹp, muốn có sáu múi, muốn giảm mỡ, thì bây giờ đóng tiền vào, đóng một năm, nhưng mà một tháng vào tập một ngày nó không có kết quả. Ít nhất một tuần phải tập 3-4 ngày, và sau 6 tháng một năm mình mới có được một chút gọi là kết quả. Và trong tất cả những việc mình đeo đuổi, cái việc nào mà mình dừng quá 3 lần hoặc là 3 ngày là tự nhiên cái mình buông lơi luôn. Thì quan trọng ở đây là không phải là thông minh để tìm ra cái phương pháp tốt nhất, mà là mình chỉ cần dùng cái phương pháp đó thường xuyên. Những gì trong cuộc sống mình nhận được, mình nhận thức, học thức, mình dùng tốt thì gọi là trí thức. Trí thức hoặc là tri thức, nhưng chưa phải trí tuệ. Người thông minh chưa hẳn đã thành công. Những cái gì mà người ta dạy hoặc là mình học được, nó mới dừng ở cái trí thôi. Còn cái tuệ là nhìn xa khỏi cái trí đó. Trong cái tuệ là nó nhìn thấy được lẽ thật. Một người thông minh mà đi sai đường thì có thể là làm những việc xấu, rất là xấu. Thì quan trọng ở đây, tất cả trong các anh chị ở đây, hoặc là mình truyền lại cho con cháu mình, cuộc đời của mình nên có những vị thầy. Vị thầy đó có thể là người bạn, người lớn tuổi hơn, hoặc là cái người nào đó mà họ giỏi một chuyên môn. Ví dụ trước đây cái đoàn là làm cái gì cũng nhanh, mình học nhanh, mình hiểu nhanh. Nhưng mà chính vì cái yếu tố đó mình khiến mình tự mãn, làm không thành một cái gì hết. Thế thì sau khi bỏ thời gian hành thiền, mình nghe giảng kinh, và từ đó may mắn
cái từ trường kết nối những cái người thiện tri thức, thì những cái người đó cho mình những cái phương pháp, cho mình những cái điều lành trong cuộc sống. Đó là về nhân quả. Mình tạo ra hai cái nhân, một cái nhân ác, một cái nhân tốt. Hai cái nhân đó 10 năm sau, nếu mà hiện tại bây giờ, hiện tại thời điểm này mà mình đang sống tốt, mình làm lành, thì cái nhân tốt nó đã ra quả từ bao giờ, còn cái nhân ác nó không sinh được quả, nó chỉ tạm đóng băng lại. Tại vì hiện tại mình đang sống tốt, mình có vận khí tốt, xung quanh mình có nhiều quý nhân, thì cái nhân không tốt hồi xưa mình tạo, nó có phát huy, nó không tác động được, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó, nó chưa mất đi. Đến khi nào mà mình làm sai hoặc là cái vận của mình nó kém đi, thì cái nhân không tốt nó sẽ nở ra. Thế thì mình nói là trong công cuộc tu hành, tu sửa bản thân của mình, thì cái bước sám hối là cái bước không thể thiếu. Nên khi mà mình ngồi thiền quán cũng là một cái cách để mình quán lại xem mình có gì không phải trong cuộc sống hàng ngày hay không. Tất cả những xung đột xảy ra đa phần là do mình chứ không phải là do yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài chỉ là cảnh. Thế thì nếu mà mình phiền não vì một đứa con, không có đứa con đó mình cũng có đối tượng khác để mình phiền não. Tại vì lâm tâm của mình nó luôn chạy theo. Mình nói tôi phải thế này, tôi muốn như thế kia, con phải như thế này, con phải như thế kia. Đó là ngoại cảnh. Thì phương pháp thiền quán là để mình tìm lại bên trong. Mình tìm xem những điều mình mong muốn khát khao nó có phù hợp với khả năng và hoàn cảnh. Dạ, có anh chị nào chia sẻ về hai buổi thiền và phương pháp thiền, hoặc là thắc mắc thiền về hai buổi đầu không ạ? Mình mặc đồ thoải mái trong cái nơi mình ngồi thiền, cái không gian mình ngồi thiền thì nó không nên quá kín và gió không nên quá mạnh. Thế thì cái nơi ngồi thiền cũng là một cái tác nhân để giúp mình có dễ ngồi thiền hay không. Nhưng mà sau 2 tuần thì chị thấy thế nào ạ? Trước đây nó bị kẹt. Bước đầu như vậy là được xem là đạt rồi. Chứ mình nếu mà mình tập 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng mà ngồi xuống mình luôn suy nghĩ lung tung, mà luôn duyên theo những cái sự việc cũ là chưa được. Thế thì nói thật với anh chị cô chú đây chưa, phải toàn mất hơn một năm mình ngồi xuống mình mới nhẹ nhàng thanh thản, chứ không phải là tập vài tháng là được đâu. Là tại vì ở đó cũng đi chỗ này đi chỗ kia, tìm phương pháp này tìm phương pháp nọ. Một là thời điểm đó đau khổ, hai là không đúng phương pháp, ba là tìm không đúng thầy. Thì nó cũng là nhân duyên thôi, nhưng mà nhờ cái gì, nhờ sự cố gắng, cuối cùng thì nó mới đạt được. Thì đạt được xong rồi là một phần, phần thứ hai là mình phải giữ. Giống như mình nói là có nhiều vị thầy dạy là nên dưỡng phước kiệm phước. Phước của mình đầu tiên là mình phải bồi, là phải làm phước cho có phước. Dưỡng là giữ lại, và kiệm là xài tiết kiệm. Ví dụ như là nếu mà anh chị cô chú đây muốn hùng phước, thì 21 tháng 8 này Hải Toàn cùng mấy anh chị phát tâm, mình đi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, cổng số 3, phòng công tác xã hội, để mình góp tiền và góp tâm thanh toán viện phí dùm những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì 21 tháng 8 thứ hai 13 giờ cổng số 3 bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì đây là mình làm phước mình sẽ có phước, nhưng mà
cái phước đó, nó không đến ở thời điểm này, nó không đến với cái người này, không đến với nơi này, nhưng mà nó đến ở thời điểm khác. Mình cứ ví dụ đi, nếu mà mình làm việc quần quật, mình để dành tiền nguyên một năm, cái đến một ngày có một người bạn đến mình rủ ghê ăn xài ăn chơi, chưa đến một ngày mình hết sạch tiền nguyên một năm. Nếu mà mình không biết giữ và kiệm thì cũng như vậy, tiền bạc, sức khỏe, trí tuệ, tất cả đều cần phải bồi dưỡng và kiệm thì nó mới có. Thì bây giờ đó, một buổi mà mình ngồi thiền, một lần mình bỏ tiền vô ống heo là nhân, một năm sau nó là quả. Thì đây là theo luật tự nhiên thôi. Thì không hẳn là trong cuộc sống, không hẳn là mình phải tìm đến phương pháp thiền để mình giúp cho tâm mình sáng, mình an hơn, ăn ngon, ngủ ngon. Nhưng mà thiền là một cái điều kiện cơ bản, dễ tiếp cận nhất. Thì anh chị vẫn có thể là tống tiền đi tập gym, tống tiền đi tập yoga. Thì tất cả đều cần điều kiện. Điều kiện của thiền là đơn giản nhất. Mình chỉ cần ngồi một chỗ, thậm chí ngồi, mình ngồi thiền quen rồi đó, mình vào quán, quán mở nhạc to, mình ngồi, mình nhắm mắt lại là tâm của mình không bị phóng, không bị phóng tâm. Thế thì đa phần những người mới tập, và ngay cả người tập lâu á, thì tâm của mình dễ bị sao nhãng bởi một cái ý nào đó bất chợt, bởi một cái hình ảnh, bởi một cái sự việc nào xảy ra, mình gọi là phóng tâm. Nhưng mà mình ngồi lâu, mình có chút công phu thì mình quay lại liền với cái phương pháp của mình. Nếu mà mình đang tập đếm thì mình quay lại số đếm. Thế thì đây là cái chuyện bình thường, tại vì tâm của mình nó luôn duyên theo sự việc. Mình biết, mình nhận ra, mình quay lại. Thế thì thiền mình tìm, mình chọn một đối tượng để tâm mình nó trú vào. Đơn giản là như vậy. Tùy cái đối tượng mà mình chọn, thì ban đầu cái phương pháp thiền đếm là buổi thứ tư đó, là cái phương pháp dễ nhất trong tất cả nhiều phương pháp. 10 người tập thì 8-9 người chủ tâm vào tập được ngay. Đó là cái phương pháp cơ bản. Thì mỗi giai đoạn mình cần những cái nấc thang khác nhau. Thì có thể là thiền quán là buổi hôm nay là cái nấc thang thứ 3, thứ 4 trên cái con đường mà giúp cho tâm của mình sáng hơn. Thế chúng ta đang đau luôn mà em quấn vô cái chỗ mình đau luôn. Dạ. Thế em xỉu. Dạ rồi. Nên đang đau luôn mỏi. Do cơ thể, thể chất và cơ chân, cơ hông của mỗi người, thì đầu tiên là mình mặc quần không quá chật. Massage chân. Mời anh chị massage chân, mình chuẩn bị mình thiền nè. Mình xoa chân có nghĩa là mình bóp và mình xoa hai chân của mình, giúp máu nó lưu thông. Rồi. Lưng của mình, nếu mà mình có vấn đề về lưng mà mình chưa quen á, ngồi tựa vô tường, tựa lưng không tựa đầu, lưng thẳng vừa phải, có nghĩa là không khom và không cố thẳng. Cố thẳng thì nó mỏi, dần dần sẽ quen. Giống như bây giờ mình nói là mình vào phòng gym, mình tập gym, mới tập một tuần mình nói thôi mỏi quá, đau quá, chịu nổi. Thì cần một thời gian để cơ thể mình thích nghi. Ví dụ như mình nói là thuốc uống cao đơn hoàn tán, con nít á là phải uống thuốc tán, mình đưa thuốc viên là nó dội ra. Thế thì từ từ trong cái quá trình mình, đầu tiên mà mình phương pháp, trên mạng có một thầy ta dạy về cái uống dẻo cái chân của mình. Ví dụ cả toàn ngồi kiết già là không được, cái cơ xương mà kiết già là hai chân chéo ngược lên nhau không được. Bán kiết già là một chân để lên trên là bán kiết già. Hoặc là ngồi xếp bằng, ngồi xếp bằng, tư thế ngồi chỉ là một tư thế. Bây giờ nãy chị này chia sẻ là thiền buông thư là thiền ngồi, đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi, mình thiền gì cũng được, nhưng mà tư thế ngồi là dễ trụ tâm nhất và không bị buồn ngủ. Nằm một hồi là ngủ. Thiền đi, bước một bước đếm một, bước một bước đếm hai, cứ một hai một hai là thiền đi. Đi đứng nằm ngồi mà tư thế ngồi, khí huyết phần trên lưu thông tốt hơn, giúp mình dễ thiền hơn.
Thì bây giờ ban đầu á là 5 trên 10 người là bị tê chân, sau đó bị mỏi lưng. Có một người ngồi, có những người là ngồi thiền khoảng 5-10 phút với tự nhiên á, thấy mình xoay vòng vòng, nhưng mà mở mắt ra mình không có xoay. Thì mỗi người có những cái biểu hiện về cơ thể khác nhau. Thì nếu mà mình nói là có thiền, có tẩu hỏa nhập ma hay không, đó là tâm mình bị loạn. Có thể là tâm mình bị loạn và trong cái môi trường mình ngồi có cái từ trường bất thường. Nếu nhà mình thì không sao, nên điều kiện đầu tiên là cái không gian không quá ồn, không quá sáng, không có mùi. Điều kiện thứ hai là mình tìm cái tư thế phù hợp. Những ngày mình mệt thì mình nên tựa lưng vào tường mà không có tựa đầu. Đó. Dần dần mình sẽ quen. Bài hôm nay mình sẽ thiền quán. Thiền quán là nhân duyên, có nghĩa là mình quán những cái sự việc đang xảy ra trong cuộc sống gần của mình, những cái điều mà bất như ý nó xảy ra, cảm nhận đó rồi thôi, không suy xét, không gì hết. Tất cả những gì mà đau khổ phiền não mình xảy ra, nó chỉ là tạm, nó không có thật. Ví dụ như nó là mình nằm mơ, mình nói là trong giấc mơ mình cảm thấy rất là thật, nhưng đến khi mình tỉnh dậy mình mới biết là mình đang mơ. Thì cuộc sống hiện tại, những gì mình thấy là những ảo ảnh lặp đi lặp lại. Tivi là giả, người đóng phim cũng là giả. Mình coi mình duyên theo, người ta cười mình cười, người ta khóc mình khóc. Thì những gì mình có trong cuộc sống mình trải qua nó là tạm có, nên đau khổ cũng y như vậy. Mình muốn thoát đau khổ mình phải đừng có duyên theo nó. Thì cái phương pháp này hy vọng hôm nay các anh chị các bác ghi nhận, sau này mình có cơ hội mình quay lại. Hôm nay mình thiền nháp. Dạ, ai có điện thoại xin bấm 15 phút ạ. Dù phương pháp thiền gì thì đầu tiên mình cũng phải theo dõi hơi thở. Một hơi hít vào không ra là dừng một kiếp người. Nên hơi thở là tối quan trọng. Hơi thở mà mình không quản được, mình không điều phục được, mình không nương theo được, thì tất cả những việc trong cuộc sống không có gì là thật hết. Nên phương pháp đầu tiên, xin lỗi, tất cả phương pháp đầu tiên mình phải 3 đến 5 hơi. Mình hít vào, mình biết hít vào, thở ra, mình biết mình thở ra. Sau đó thì mình cảm nhận những cái sự việc trong cuộc sống của mình ở hiện tại, mỗi người khác nhau. Nhưng mà mình cảm nhận theo một cái sự nhẹ nhàng. Nếu mà cảm thấy là cái cảm xúc lúc đó mình nó dâng quá đó, thì cứ quay về hơi thở, cứ như thế. Dạ, rồi, mời cả nhà. Có người để gác ngồi bán kiết già, ví dụ bạn trai này ngồi bán kiết già, có người để chân trái, người để chân phải không sao. Nhưng mà các thầy hướng dẫn thì để chân phải lên, để tay phải lên. Để trong cuộc sống mình làm gì cũng làm theo lẽ phải. Dạ thôi. Chúng ta hãy thả lỏng toàn thân. Thả lỏng hai vai, lưng thẳng vừa phải. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Theo dõi hơi thở, cơ mặt giãn nở, hãy quay về bên trong.
tìm sự bình an bên trong mình. Chúng ta chuẩn bị xả thiền. Hít vào thật sâu. Thở ra hết hơi. Hít vào thật sâu. Thở ra hết hơi. Hít vào thật sâu. Thở ra hết hơi. Gương mặt giãn nở. Cảm thấy an vui. Từ từ mở mắt ra. Dạ em ơi chị vừa có buổi thiền quán xong, vừa có buổi thiền quán 15 phút xong, chị quán về cái gì ạ? Quán nhân duyên. Mời chị cầm cái micro nói ạ. Dạ. Em quán về bản thân mình. Dạ. Thì trong 2 tuần á thì em cũng có tập thiền. Dạ chị nói lớn lên chút xíu ạ. Trong 2 tuần. Dạ. Em quán về bản thân mình. Dạ. Trong 2 tuần thì em cũng có tập thiền. Dạ. Nhưng mà nó không có cố định vào sáng trưa chiều tối gì hết. Dạ. Lúc nào em muốn thì hay là có thời gian hay là bất cứ đâu thì em cứ nghĩ tới thì em tập thôi. Đôi lúc cũng ở nhà, đôi lúc ở công ty không có ai hết. Dạ. Và buổi trưa. Và có một lần thì kiểu như là đang lướt đọc sách á. Dạ. Ở công ty thì em muốn kiểu muốn ngồi thiền. Và khi ngồi thiền em cố gắng là đẩy hết mọi thứ ra khỏi đầu luôn. Yeah. Nhưng mà không cách nào làm được hết. Yeah. Sau em trong, ý là trong quá trình thiền thì trong đầu suy nghĩ là sao người ta có thể thiền được mà đẩy hết ý nghĩ ra khỏi đầu. Yeah. Mà mình cứ bị những âm thanh bên ngoài nó cứ xáo trộn. Yeah. Xong rồi kia cứ suy nghĩ hoài. Xong sau đó quyết định là thôi cứ kệ nó, cứ để nó, cứ tiếp nhận nó. Yeah. Cứ thưởng thức nó thôi. Yeah. Xong một lúc sau cái tự nhiên không biết bằng cách nào nó ra khỏi đầu luôn. Và cái buổi thiền đó nó diễn ra hơn 30 phút. Yeah. Em không nghĩ là nó 30 phút luôn. Yeah. Cứ nghĩ là ngồi một xíu thôi. Một chút xíu giật mình lại thì mình đã thiền hơn 30 phút. Yeah. Mà có một khoảng thời gian cái dạng như là nó trống rỗng luôn. Xong rồi mới thả lỏng mình. Xong mới suy nghĩ. Không hiểu sao là bằng cách nào mà tự nhiên cái âm thanh nó tới và nó đi. Yeah. Xong rồi cái thôi mặc kệ luôn. Xong rồi lại ngồi suy nghĩ. Thôi giờ cái cuộc sống nó cũng giống như là tập thiền vậy á. Yeah. Cái gì nó đến thì mình tiếp nhận. Mình chấp nhận nó thôi rồi cứ tự nó đi. Chứ mình cũng không phán xét ai gì hết. Nó là một buổi trưa chắc là mấy ngày trước không nhớ, 2-3 ngày gì đó. Yeah. Thì hôm nay cũng vậy. Đang ngồi tập mà âm thanh ở ngoài rất là nhiều. Dạ, yeah, âm thanh. Dạ, yeah, mình bị phóng tâm bởi tiếng động. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em cũng không có cố loại bỏ nó, cứ để nó thôi. Yeah. Lâu lâu hơn được buổi ngồi được 30 phút. Dạ. Tại vì cũng mới tập không nghĩ là nó được 30 phút. Yeah. Thì cứ ngồi thôi. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn chị. Dạ. Yeah. Yeah, mời ai chia sẻ? Yeah, mời Khánh ạ. Dạ em đưa cái video giùm mời chị. Alo. Alo. Dạ em sợ. Dạ chào. Ủa thưa thầy, là cho em hỏi là trong lúc quyền thiền mà thiền về nhân duyên đó thầy, là thiền về nhân duyên đúng không? Quán nhân duyên, em xin lỗi. Quán về nhân duyên thì ban nãy là em có quán về chắc là vô vui quá. Cho nên là nếu mà trong quá trình đó cái cảm xúc của mình trong cái vấn đề nó vui với thầy thì mình có phải kìm lại không? Kim, câu hỏi thứ hai nữa là tại vì có một số bạn khi mà trao đổi với em trong quá trình đó, bạn ngồi thiền á, thì tại trước
buổi thứ hai em cũng có hỏi thầy là mình suy nghĩ, mình thiền, mình nghĩ về vấn đề đó có được không á, thì các bạn đó cũng nói với em là khi lúc đó bạn nó đang nghĩ về một cái vấn đề mà có hoàn cảnh nó khổ quá cho nên bạn nó bất chợt bạn nó rơi lệ, thì điều đó có được hay không, hay là mình phải quản lý cảm xúc của mình lại để mình tập trung mình quan sát nó nữa. Là câu hỏi của em là mình có nên quản lý cảm xúc mình không, hay là cứ để nó cuốn trôi thôi. Dạ. Cảm ơn Khánh. Trong lúc ngồi thiền, Khánh có hai câu hỏi là, một là mình vui quá thì sao, hai là mình cảm thấy là mình khổ quá thì sao. Lúc đó mới là mình, tại vì bình thường mình không là mình, bình thường mình duyên theo ngoại cảnh. Cái bài hôm nay, chủ đề hôm nay rất là dài, chắc là để thực tới nữa, là hôm nay là về tám thức, tám cái căn tánh của con người. Khi mà mình ngồi thiền thì tâm của mình nó định lại, nó nhẹ lại, mình cảm nhận, mình quay về bên trong, nên mình cảm nhận được cái niềm vui đó, và đau khổ mình cũng cảm nhận rất là rõ, cảm nhận, cứ cảm nhận thôi, không đúng không sai, vấn đề không đúng không sai, vấn đề là mình chấp nhận nó, đừng duyên theo nó ở những buổi sau nữa. Từ từ mình sẽ chấp nhận cái thường ta lót cái khổ nhiều hơn là lót cái vui, ta nhớ về cái khổ nhiều hơn, nên mình cứ chấp nhận nó như một lẽ thật. Như ví dụ chị cứ trải nghiệm, cứ cảm nhận nó, đừng có phân tích nó, đừng có cố gắng gạt nó ra, tại vì lúc đó bất chợt mà cái cảm xúc của mình nói mình đang tỉnh, thì không khi nào mà, không thể nào mà mình nói là hoàn toàn không suy nghĩ gì là không được, nên mình phải tìm một đối tượng để mình trụ vào. Thế thì buổi phương pháp đầu tiên là trụ vào hơi thở ra vào, phương pháp thứ hai là mình quán cái cơ thể của mình, phương pháp buổi thứ ba hôm nay là mình quán nhân duyên, những việc xảy ra. Thì thông thường đa phần người mới tập thiền thì buồn vui thương ghét muốn xuất hiện thường xuyên, nhất là đau khổ phiền não, mình cứ chấp nhận nó, dần dần nó sẽ là một cái kỷ niệm rất là nhạt trong tiềm thức của mình. Ban đầu thì nó mãnh liệt, sau dần dần, tại vì mình đổi đối tượng và mình chấp nhận nó rồi, nên nó không phải là đối tượng của mình nữa. Đó, thì tất cả phương pháp không có đúng sai, phù hợp hay không, chị ở đây chị không có thường xuyên tập vào một giờ mà mình tiện thì mình tập vẫn được, nhưng mà thường đó là cái gì nó theo một cái quy trình, theo một cái thói quen, theo một cái sinh hoạt thì nó điều độ hơn, nó siêng năng hơn. Ví dụ là sáng ngủ dậy là phải đánh răng, tập thể dục, ăn cơm xong xúc miệng, tối trước khi đi ngủ, thì nó theo một cái thói quen nhất định thì nó vẫn là ổn hơn. Hoặc là đôi khi mình đi đâu du lịch xa, mình đi công tác xa, thì sáng ngủ dậy mình vẫn theo cái thói quen đó, mình duy trì. Nên hai cái câu hỏi của Khánh thì mình cứ cảm nhận đó, nhưng mà đừng để nó duyên theo những buổi sau. Nếu mà nó vẫn tiếp tục như vậy nữa thì có nghĩa là cái tiềm thức của mình nó quá sâu nặng rồi, phải tìm phương pháp đổi chỗ, đổi nơi. Thì mục đích thiền của mình tìm lại bên trong cho tâm mình thanh tịnh. Tâm an thì trí sáng, trí sáng tâm an rồi thì mình bớt giận dữ, bớt buồn phiền, bớt phiền não. Thì cái buổi, những buổi chia sẻ thiền của mình ban đầu là như vậy, nhưng mà mình vẫn phải học thêm đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh, thì dần dần mình hiểu được cái lý, mình mới duyên cái lý đó vào mình hành, mình thực hành cái lý, cái sự. Chứ bây giờ mình ngồi thiền không, mình thông minh, mình trí tuệ là rất là khó. Ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, nghe kinh, nghe giảng kinh, hành thiền giúp cho tâm trí của mình nó sáng, nó minh mẫn. Nhưng mà mình vẫn phải học công nghệ thông tin, học video, học chỉnh sửa ảnh để nó đáp ứng được cho công việc hàng ngày của mình. Nên mỗi phương tiện nó giúp cho một khía cạnh của cuộc sống. Cảm ơn thầy. Dạ. Anh chị nào chia sẻ về buổi thiền vừa rồi không ạ? Em mời chị. Anh Trang Trang mượn cái micro ạ, thiền cái micro giùm em ạ.
Chị qua đây xa không? Dạ, nhà em ở chợ Bình Điền. Dạ. Thì hôm nay là buổi đầu tiên. Dạ. Dạ, hai buổi trước là em bận nên là không có đến được. Dạ. Thì em không có gì chia sẻ hết, nhưng mà em có cái thắc mắc là em không biết là mình quán nhân duyên là khi mình thiền á, là mình nghĩ về một cái điều gì trong lúc mình nhắm mắt hả thầy? Em không hiểu cái chuyện đó. Dạ. Nhưng cái việc mà khi mà lúc nãy á, em khi mọi người cùng im lặng và em nhắm mắt giống mọi người á, thì khi mà tất cả mọi thứ im, xung quanh im hết, thì cái việc đầu tiên em thấy á, là một cái màu đen, xong rồi nó lan ra là màu tím rồi màu đỏ. Rồi nó cứ lan ra vậy đó. Thì tự nhiên em cảm giác giống như cái người của em, cái lưng em nó dựng thẳng từ từ lên như vậy. Nhưng mà không biết là thực ra mình có chuyển động cái phần lưng hay không. Sau đó nó thì nó lại lan nhanh hơn, cái tốc độ lan màu á nó nhanh hơn. Cái là trong đầu em lại không nghĩ gì hết, lại chỉ có đọc là Nam Mô A Di Đà Phật. Có một câu đó đọc hoài. Xong rồi nó hết màu và nó chỉ có màu đen thôi. Và xung quanh em hoàn toàn im lặng luôn cho đến cái lúc mà đồng hồ báo thức nó reng. Thì em mới chợt nhận ra là em đã ngủ trong cái khoảng thời gian đó, không có nghĩ gì về những sự việc khác được hết. Thì không hiểu tại sao lại như vậy. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đầu tiên thì có một số ít người á, là trong cuộc sống hiện tại không có những cái vấn đề mà phiền não bí bách quá, nên trong cái những cái buổi thiền thì những cái sự việc đó nó không có nhảy vô đầu. Thì những cái người mà mới ngồi thiền như chị mà thường đó là những cái cảm xúc, những cái biểu hiện trong cơ thể của mình, mỗi người có biểu hiện khác nhau. Thì nãy Khải Toàn đầu tiên Khải Toàn nói là có người là tự nhiên cảm thấy người mình xoay á, đó là do cái cơ thể của mình có những cái hiện tượng lạ mà mình cảm nhận trong những cái buổi thiền đầu, không có vấn đề gì cả. Do chị chưa có tập và mình chưa có đủ cái khả năng nên mình bị duyên theo cái cảm xúc, cái cảm giác đó của mình. Mình cứ cảm đó. Thế thì nếu mà sau một thời gian ngắn chị duyên theo thì chị quay về câu niệm Phật cũng là một phương pháp. Mình lấy tâm của mình trụ vào cái câu niệm Phật. Thì bây giờ ngồi thiền là mình phải tìm một đối tượng để mình an trú vào. Tùy đối tượng nó như thế nào, người đau khổ thì quán nhân duyên, người muốn nhẹ nhàng thanh tịnh thì quán hơi thở để tập đếm, người muốn quay về bên trong, muốn cho cảm nhận cơ thể của mình thì quán cơ thể. Thế thì chị tìm cái câu niệm Phật chị quay về cũng là một phương pháp, không sao cả. Nên ban đầu những cái hiện tượng chị xảy ra là cái chuyện bình thường. Dạ. Thì dần dần nó sẽ quen. Dạ. Dạ, anh chị chia sẻ mà. Anh mời anh. Dạ. Em thì chưa có tiêu thể nhiều, cũng chưa có quán được. Dạ. Cái buổi thứ hai em vắng mặt. Dạ. Cái buổi đầu tiên em cứ buổi hôm nay anh có trong buổi thiền của anh, trong buổi thiền thì khi bắt đầu nhắm mắt á, thì có một cái trạng thái bị chói mắt, bị chói mắt, giống như ai đang chiếu đèn vào trực tiếp vào mắt mình. Dạ. Thì lúc sau nó mất đi cái cảm giác đó. Dạ. Thì có cảm giác mình bị tụt cái trạng thái thiền, mình kéo nó lại giống như mà bị buồn ngủ đó. Thì nó kéo trở lại để mình ngồi ngay ngắn. Dạ. Thì một lát là bị tụt ra khỏi cái cảm giác tập trung. Dạ. Thì đó là những điều hôm nay em cảm quan. Dạ. Dạ. Hai tuần vừa qua anh có thường xuyên ngồi thiền không ạ? Dạ. Hai tuần vừa qua anh có thường xuyên ngồi thiền không? Dạ không, ít rồi. Dạ hết rồi. Dạ. Em thấy dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Chị có chia sẻ gì không ạ? Dạ, hy vọng anh chị chia sẻ càng nhiều để mình có những cái trải nghiệm cùng nhau à. Dạ. Dạ. Còn hôm trước có chia sẻ với thầy đó là đi làm một cái lớp với cơ duyên. Dạ. Nhờ cái bạn mình sinh viên. Dạ, dạ, Thắng này.
thì mới đến. Thì thực ra là biết đến thiền cũng lâu rồi. Yeah. Nhưng mà nói như thầy đó là không có tinh tấn. Yeah. Có những lúc thì công phu lên nó rất là tốt cho mình xin. Yeah. Nhưng mà rồi đến xin họ cái nó lại lười biến. Yeah. Thì lần này thì do cuộc sống. Dạ, do cuộc sống. Nó cuốn mình đi, mình duyên theo. Cái là mình bị duyên theo đó là mình bỏ cái thói quen tốt. Yeah. Của mình tưởng là mình tốt rồi, cái là mình bỏ lo nó luôn. Thì sau một hồi lơ xong cái bắt đầu bị mọi xung quanh nó vùi chập chập cho tới bến tè tua luôn đó. Yeah. Lúc mà mình phải quay trở lại. Yeah. Thì đến lúc mà bắt đầu có quay trở lại nhờ Khánh đây thì giới thiệu cái lớp này. Yeah. Thì bắt đầu đến lúc phải tinh tấn trở lại. Yeah. Thì hai tuần đến đây thì tuần trước đi công tác cũng không có thể đến đây được, nhưng mà vẫn tập ở nhà. Quay trở lại sáng một thời, tối một thời. Yeah. Thì những cái vướng mắc trước đây cảm thấy bị dính mắc vào nó rất là nặng đi. Yeah. Thì càng ngày nó càng như mình có năng thay và các đại tạo cơ hội để cho mình bắt đầu mình tinh tấn trở lại. Yeah. Xây dựng cái nếp mà trước đây mình đã có rồi. Yeah. Lại bỏ. Thì chắc cũng qua kinh nghiệm của mình thì thấy là đúng là phải tập, phải rèn. Không, yeah. không đừng có tự tin rằng là khi mình tập mình rèn mình đạt đến một mức rồi có là mình không tập nữa, nó yeah. nó sẽ mất đấy nếu như mình không có tự tu luyện mỗi ngày. Yeah. Phải tu luyện mỗi ngày nữa. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Trong trong kinh Phật có một cái câu chuyện là có hai người trẻ đi tu, có một cái người sư huynh á đạt được công phu nhất mực đòi sư phụ cho xuống núi. Thì khi đi xuống núi thì sư phụ đưa theo một cái gương với một cái kiếm chiếu yêu. Thì người sư huynh nghĩ rằng mình có công phu, mình có thần thông, có khả năng rồi, thế thì mình đi diệt trừ yêu ma, giống như nãy chị nói là mình nghĩ là mình vững rồi đó, có nghĩa là mình vững rồi. Thế thì sau một thời gian diệt trừ yêu ma thì ở cái ngôi chùa ấy á là có một cái cánh cổng mà chỉ có tâm người lương thiện, cái tâm người mà hoàn toàn lương thiện mới có thể mở được cái cổng đó. Thì sau nhiều năm người sư huynh đó lăn lộn bên ngoài bắt được rất nhiều yêu ma, thì đến một cái hôm đó mà chưa bao giờ dùng đến cái gương đó luôn, đến một hôm đó sư huynh quay về buổi tối không mở được cánh cổng đó, nằm trước hiên chùa. Thì sáng sớm sư đệ ra, sư đệ mới thấy, mới ngạc nhiên tại sao sư huynh không đi vào. Thì hai người trò chuyện một lúc thì không hiểu sao mà không đẩy được cái cánh cổng đó. Thì bây giờ nói là giờ sư huynh thử đi, thì lấy cái gương ra thì sư huynh đó biến thành yêu quái. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mà diệt trừ thì mình bị thấm nhiễm. Thì trong mình nói là con người mình có bổn tánh và tập tánh. Bổn tánh là cái tánh gốc của mình, cái tánh mà trước khi mình sinh ra. Tập tánh là cái tập do cái môi trường, xã hội, nhà trường, nơi làm việc. Thì bây giờ cái tập là cái rất là nguy hiểm. Tập là nghiệp. Nghiệp có nghiệp A, nghiệp B, nghiệp C. Thì nếu mà mình thường xuyên ngồi thiền là mình tạo nghiệp lành. Thế thì cho dù gì đi chăng nữa, mình có bao nhiêu ước vọng, hoài bão, nhưng mà mình vẫn phải tìm cái phương pháp để mình dưỡng tâm. Thì chỉ có phương pháp đó mình mới đối trị, mình mới an được tất cả mọi việc trong cuộc sống. Mình không thể hiểu về giấc mơ như thế nào. Đôi khi cả mơ trong mơ, thức dậy tưởng tỉnh rồi nhưng mà thức dậy một lần nữa. Thì trong cuộc sống hàng ngày chưa chắc là sự thật. Tất cả mình thấy đó là những ảo ảnh lặp đi lặp lại. Mình thấy vì sao trên trời là mình thấy quá khứ của vì sao. Mình nhìn vào cái tivi đó là cái hình ảnh phản chiếu lại. Thế thì ở đây mình phải hiểu cách vận hành của thân và tâm của mình như thế nào. Ai làm cái gì, ai học cái gì cũng hiểu là cũng phải tìm hiểu xem cái cách thức như thế nào, cái luật lệ như thế nào, cái mấu chốt. Mình tìm hiểu cái cách xong rồi mình mới luyện tập, mình tìm ra cái mẹo. Người khéo léo họ đi giỏi hơn, nhưng mà ban đầu là mình phải hiểu cách thức vận hành. Thì trong cái bài này thì Cải Toàn sẽ
diễn giải một phần về tám cái thức của con người. Mình bây giờ mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân là năm cái căn của mình, cộng vô cái ý nó là sáu. Sáu thức này mình duyên, mình bị lôi cuốn bởi sáu trần. Trần là đối tượng. Bây giờ nó đối tượng của mắt là sắc, sắc đối tượng của tai là âm thanh. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân và ý, thì năm cái căn tánh này nó có cái thức. Thức là nhận biết. Nó ví dụ là con mắt nhìn vào quyển sách là mình thấy, thấy xong rồi mình mới phân biệt, mình coi coi trong cái tiềm thức của mình đó có chưa. Nếu mà mọi người nhìn vào những cái gạch đầu dòng này mọi người thấy nhưng mà không hiểu, à mình phải kết hợp theo cái nhĩ, nhĩ thức của mình, kết hợp theo tai, kết hợp theo mùi. Mình nhìn một món ăn, mình nhìn thôi mình chưa biết nó ngon hay không, mình phải dùng cái lưỡi của mình nếm, mình dùng cái mũi của mình ngửi. Thế thì bây giờ cái cách vận hành của mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân và cộng với ý thức thì nó giúp mình phân biệt. Thì con người thông thường mình không có sự thiền định, mình không có sự tu tập, mà cái tánh gốc của mình vốn có sự giận dữ và môi trường của mình sống nó lôi cuốn mình đi quá xa. Thế thì mình bị sáu cái thức này nó dẫn mình vào cái sự phiền não. Mắt luôn thích nhìn đẹp, tai luôn thích nghe lời khen, mũi luôn thích ngửi, lưỡi luôn thích nếm vị ngon, thân luôn thích xúc chạm êm ái, ngủ cái giường này quen, ngủ cái nệm kia không quen, và ý thức, sáu cái thức này. Thì sáu thức này là sáu thức cơ bản. Nếu mà mình hiểu được cái cách vận hành của cuộc sống, người ta mắng mình, người ta không khen mà người ta mắng mình, nếu mà mình giận á là mình bị cái tai mình nó lừa mình rồi, mình không hiểu. Ba mẹ hay người thân của mình mắng mình càng giận hơn, tại vì cái ngã trong mình nó luôn có. Thế thì bây giờ á, những cái gì mà người ta mắng, người ta khen, mình xem là con mình có đúng không. Mà khi mà mình ngồi thiền, mình cảm nhận được, mình hiểu được cái lẽ rồi, mình mới dừng lại, mình xem cái lời mắng, lời khen, lời chê nó có đúng với mình không. Nếu mà người ta nói đúng thì mình nhận, còn người ta nói sai thì mình không có nên nhận. Đây là cái lẽ thật. Thì những cái điều này nó bị ảnh hưởng bởi cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là mạt na thức, tạm hiểu là duy thức hoặc là tiềm thức. Cái thức thứ bảy là cái thức nó kết nối sáu cái thức đầu tiên và cái thức thứ tám. Thức thứ bảy là tiềm thức, thường là nó cũng nương theo sáu cái thức đầu mà nó đưa mình vào những cái cám dỗ, những cái gì mà mình cảm thấy là có lợi nhất thời cho mình. Khi mà mình ngủ, thức thứ bảy và thức thứ tám nó vẫn còn hoạt động, sáu cái thức kia là nó off, nó tắt điện. Nhưng mà người ta khều mình biết mình nhột chỗ nào, nhưng mà mình bị chích thuốc tê, thuốc mê, mình bị xỉu là bảy cái thức này nó tắt điện, thì cái gì giữ lại mạng sống cho mình, đó là cái thức thứ tám. Trong sách của Phật thì không gọi là linh hồn mà gọi là thần thức, tạng thức, thức chủ thể. Tên gốc của nó tiếng Phạn là A Lại Gia thức. Mình tạm hiểu thức này là một kho chứa, cái thức thứ tám là một kho chứa. Nó chứa đựng rất nhiều thông tin, ký ức của nhiều kiếp sống của mình. Mình tạm hiểu đi. Nếu mà ở đây có một cái máy tính ở đây, mọi người đang tập trung ở đây rồi, máy tính nó tắt, dữ liệu vẫn còn nằm trong máy tính, chỉ là nó trạng thái nó tắt thôi. Thế thì rất nhiều ký ức của mình chứa trong cái tàng thức mà mình không chạm đến được, cái này nó không thấy được, phải nhờ cái duyên. Ví dụ máy tính của mình có khoảng 1 terabyte dữ liệu, mình không thể nào nhớ quá 2-5% dữ liệu trong đó. Nhưng mà khi một ai nhờ mình, tôi muốn tìm cái file hướng dẫn làm menu, cái mình mới sực nhớ ra, thì duyên, cần cái duyên để mình nhớ lại cái đó, mình mới kết nối vào cái ổ cứng, mình mới mở lên đúng cái tệp tin đó.
thì đa phần cái tàn thức của mình không thể chạm tới được, tại vì mình bị sáu cảnh sáu trần, mình bị những cái thức của mình nó đi theo một cái hướng là bị động. Thì bây giờ cái phương pháp ngồi thiền là giúp cho cái mạt na thức, là cái thức thứ bảy của mình, nó sáng lên, nó nhận được lẽ thật thì nó mới kết nối được cái thức thứ tám. Nếu mà những nhà khoa học mổ não mình ra không thể nào tìm được cái vùng lưu trữ trí nhớ của mình, không thể. Có người, một con người mỗi ngày mình tắm là sự luân hồi, sự vô thường của da nó tái đi, nó rớt ra bùn đất của mình, gào cũng là một dạng là trong cơ thể của mình ra. Thì sau mỗi 15 năm, mọi tế bào trong cơ thể của mình thay đổi hoàn toàn, không có lưu lại một cái gì xưa kia hết. Mình nên hiểu điều đó. Nếu mà tìm ra cái vùng lưu trữ trí nhớ trong não là không tìm được cái vùng đó, thế thì trí nhớ của mình lưu ở đâu? Lưu trong cái tàn thức, cái ký ức của mình. Khi mình nhớ về một sự việc, một nơi chốn, một hình ảnh, một âm thanh, cả mùi vị luôn, là nó lôi ra, nó nhớ ngay tức thời, không chệch được. Ví dụ trong một lớp có 50 học sinh, tự nhiên có hai học sinh rất là giỏi toán, rất là giỏi hội họa, hoặc là rất là giỏi âm nhạc, thì ở đâu? Có nghĩa là nó lưu trong cái tạng thức đời trước, ra đời này mà nó dùng, nên nó xuất sắc hơn những phần còn lại. Mà tại sao nó có? Một tháng, một năm của mình tập trung vô chuyên môn nào thì mình tự nhiên sau thời gian đó mình giỏi cái đó. Một đời của mình thường làm cái gì? Tốt nghiệp, tác nghiệp, lập nghiệp, thất nghiệp, đồng nghiệp. Thì thói quen hành động tạo tác của mình thường xuyên trong một đời, cái nào nhiều thì nó sẽ lưu vô cái a lại gia thức của mình, để đời sau tiếp tục mà dùng. Thế thì ở đây nếu mà thường mình thường xuyên mình gặp người lành, mình nghe điều lành, mình làm điều lành, mình sàng lọc đi những cái gì mà không lành, thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó đi theo một cái trạng thái là mình tích tụ những cái gì lành và gặp đúng những cái đối tượng đó. Thì những cái đứa trẻ mà nó xuất sắc về một cái mảng nào đó thì do đời trước trong cái tạng thức chứa rất là nhiều những cái thông tin đó. Đời này gặp cái duyên, ví dụ là dạy thêm, cái duyên là dạy thêm, tự nhiên nó kết nối ra. Hiện tại, trong thời điểm hiện tại thì trên mạng có một cái cô đó là cô Như Ý, 6 đến 9 tuổi là nói pháp giống như một người tu tập mấy chục năm, rất là kỳ diệu. Cái cách nói, cái văn nói, cái ngữ pháp nói, nói từ chuyên môn không. Thì mình cứ mọi người trong mình có thể cảm nhận là có những thứ mình rất giỏi và có những thứ mình rất dở. Thế thì vấn đề ở đây là mắt tai mũi lưỡi miệng thân là 6 cái thức cơ bản của mình. Cái a lại gia thức, xin lỗi, cái mặt na thức là cái thức thứ 7, nó luôn nương theo 6 cái thức này. Nếu mà mình không có cái sự thiền định, mình không có sự tu tập, mình không có một cái phương pháp giúp cho mình thanh tịnh, thì mình luôn duyên theo cảnh trần. Người ta mắng, người ta chửi là mình giận. Mình luôn thích ăn ngon, ăn bữa ăn không có chế ớt là không vui. Nó ví dụ như vậy. Thế thì mình không thiền định, mình không tìm phương pháp tu tập, thì mình dễ bị duyên theo cái cảnh trần. Thì khổ là mình khổ từ bên ngoài. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu từ bên trong. Có nghĩa là khi đau khổ, phiền não thì tất cả là do mình chứ không phải là do bên ngoài. Thì mình hiểu được điều đó qua nhiều thời gian mình thiền và mình nghe, mình đọc, mình tìm hiểu, mình gặp bậc thiện tri thức, thì dần dần tự nhiên mình cảm nhận. Cái đó là tự mình thành tựu nha. Có thể là trong nhân phòng này mười mấy người này, có người là sau vài tháng được nhẹ nhàng, cũng có người có thể là sau nhiều năm, nhưng ít nhất mình đã tìm phương pháp. Thì bây giờ cái cách vận hành của tám thức của mình, nó là mắt tai mũi lưỡi miệng thân và ý. Sáu cái thức này là mỗi thức nó chủ về một khía cạnh. Nếu mà mình nhìn một cái món đồ ăn mà mình thiếu đi cái lỗ mũi ngửi, thì cái ý thức của mình nó phải phán đoán,
Còn nếu mà mình kết hợp mắt tai mũi lưỡi miệng thân và ý thức mình nó hoạt động thì bây giờ đa phần mọi người chưa biết quyển sách này, đa phần mọi người chưa biết thiền, mọi người cứ lên đi nhà sách ra tìm mua sách thiền. Nhà sách không có bán sách dạy thiền, không có sách nào dạy thiền hết, chỉ là nói về những trạng thái của thiền. Thiền không thể nói được bằng lời, chỉ là trạng thái của phương pháp thì rất là nhiều. Thế thì mình nói là mắt tai mũi lưỡi miệng thân và ý của mình chưa từng thấy cái này thì mình không phân biệt được. Thế thì mình phải nhờ cái mình phải nhờ cái tư duy, cái thức tư duy, cái tiềm thức nó lưu vô, nó vô cái ký ức này để nó xem coi có lưu hay chưa. Thế thì quan trọng là trong một đời của mình thường xuyên tích trữ điều gì để tiếp tục vào đời sau, giống như là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mình thường xuyên mong muốn cái gì thì qua ngày hôm sau, qua tháng sau, qua năm sau mình sẽ đi theo cái hướng đó. Thì tất cả là do mình chủ động, nghiệp là do mình chủ động, phước là do nghiệp. Thế thì mình muốn đi con đường nào là do chính mình chọn. Khi tâm mình an định rồi thì mình hiểu được cái cách vận hành của tám cái thức bên trong cơ thể của mình hiểu được cái cách vận hành của cuộc sống, của vạn vật, có sinh có diệt, có hạnh phúc tức có đau khổ, có tiền tức có mất tiền, nó luôn có cái sự đối đãi. Thì khi sự việc xảy ra, đó là cái nhân duyên đáng xảy ra. Nếu mà mình nói sự việc nó xảy ra mà mình nói là tại sao lại xảy ra với mình đi tìm câu hỏi và mình không chấp nhận, thì mình không chấp nhận một cái sự việc đó là do tâm của mình không chấp nhận được hoàn cảnh. Nên tất cả những người mà đau khổ, phiền não hoặc là bế tắc thì mình nên đi tìm một người nào đó. Nếu mà tìm một người có thể giúp mình đưa lời khuyên được thì rất tốt. Còn không thì tìm được cái người mà lắng nghe thì đó là cái cách tốt nhất. Nhưng mà không phải ai trong cái lúc mà đau khổ mà cũng tìm được người như vậy. Thường là nếu mà mình thường xuyên mà mình tiêu cực bi quan á thì mình không gặp được người tích cực đâu. Họ thấy mình là họ cách dép chạy mất tiêu rồi. Nên mình hiểu là tại sao có những người xa lánh mình và tại sao mình xa lánh những người khác. Thì khi ngồi thiền cũng có thể là mình quán là như vậy. Thì chỉ là quán nhân duyên là nó bất chợt thôi, không cố định. Gặp được một cái việc gì đó mình cứ lướt qua nó, mình cảm nhận đó. Mình hiểu được cái cách vận hành của tám thức: mắt tai mũi lưỡi miệng thân và ý. Là thức là nhận biết, thức là phân biệt tám sáu cái căn của mình. Thì mình bị duyên theo trần. Những sự việc xảy ra vui đừng nên quá vui, thì buồn nó cũng sẽ không quá buồn. Nói như vậy không phải là bây giờ mình mua cho con một chiếc đàn, dẫn nó đi học đàn, cùng nhau học đàn, bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức. Sau một tháng, đàn hay không là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Nếu mà mình nói là mình mất nhiều công sức, tâm tư, tiền bạc, tình cảm mà tại sao nó không làm theo, đó là mình chịu, mình không phải chịu nó. Thì thường thông thường mình làm cái gì đó tốt cho ai, mình luôn mong muốn họ phải như vậy, là do mình muốn chịu cái ngã của mình. Người thân mà nói, đang nói tốt mà tự nhiên cái họ sân lên, cái họ mắng mình giận, là do mình mong muốn nghe lời êm dịu từ họ. Thì tất cả là cái cách vận hành của mình ở đây là do mình bị duyên theo những cái gì quá tốt đẹp mà mình không chấp nhận sự thật. Sự thật không đúng không sai do mình cảm nhận nó như thế nào. Thì đúng với cái câu là cảnh không tốt xấu, tốt xấu là do mình. Đi đường kẹt xe, giờ này là phải kẹt xe rồi. Đường Sài Gòn thành phố là phải kẹt xe rồi. Trời mưa ngập, ngập từ cả mấy chục năm trước rồi chứ không phải là ngập bây giờ. Thì mình hiểu đó, mình đang sống ở đâu, mình đang sống ở chỗ nào, văn hóa của mình như thế nào. Nên phải toàn luôn luôn muốn hướng mọi người về giáo dục nhân quả, giáo dục gia đình,
giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Và bây giờ mình làm được điều gì trong bốn điều này? Mà trước khi mình nghĩ đến điều này, mình phải quay lại, mình phải ngồi xuống, mình thiền định, mình tìm lại chính mình phải thành tựu mình, xong rồi mình mới hướng ra ngoài. Thì đầu tiên là nhà trường quá ít dạy giáo dục nhân quả, xã hội ít dạy, thì bây giờ còn cái gì? Còn gia đình và tôn giáo. Mà gia đình phải hiểu được cái lý mình mới dạy được, dạy làm người, dạy người đối người, người đối vật, người đối với thiên địa quỷ thần. Thì quay trở lại là mình muốn cái cuộc sống về sau tốt hơn thì mình phải quay lại ngay hiện tại. Khi mà mình thành tâm, mình sám hối, lỗi tội gì không được biết, mình thành tâm sám hối thì mọi tội nghiệp sẽ được tiêu trừ. Có nghĩa là ngay từ giây phút này mình không phạm phải sai lầm nữa. Còn những gì mình gây trước kia thì mình vẫn phải trả. Đó là một cái sự luân hồi. Dạ, các anh chị nào chia sẻ không ạ? Mời Khánh ạ. Dạ, về nói về tám thức, trong đó là chắc là trong quá trình em trải nghiệm thì nói về thức mắt với lại tai, thì có em có nghe giảng của thầy Pháp Hòa về sắc, sắc thức thì không thức thì sắc, nhưng mà đại khái nếu cái đại ý của em hiểu là cái sắc chỉ là tạm thời. Và em từng bị dính vô cái vụ này là khi mà em gặp khách hàng, dù khách hàng đẹp quá tự nhiên cái mình sắc này tạm thời, cái tự nhiên mất kết nối luôn này. Em không kiểu mình bị chặn lại liền. Lúc đó em cảm giác là mình không có sự giao tiếp. Cho tới khi mà cho tới những cái trường hợp khác, khi mà em đi vô chỗ nào hay là cái xung quanh á, nó làm cho cái tâm thái em cảm giác như là mình bị chán nản cái cảnh vật xung quanh, tại vì mình biết mình chỉ nghĩ là cái đó là tạm thời thôi, cho nên mình không dướng mắt. Và nó làm cho em tụt nước. Dạ đúng rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất của em. Điều đó nó có tốt hay không khi mà mình không chấp nó, không chấp vào sắc nhiều quá. Cái câu hỏi thứ hai là về tai. Khi mà mình nghe người khác có những cái lời không tốt tới mình, khi mà mình quán lại mình cái nó, nhiều khi cái lời đó của họ là không đúng. Nhưng mà em, cá nhân em, ở bản thân em thôi, thì mình chấp nhận cái điều đó, mình biết mình không, cái lời của họ không đúng á, nhiều khi họ vu khống mình á, nhưng mình chấp nhận đó, xong về mình quán cái mình giận lắm thầy. Mình giận họ là ủa tại sao, cứ tôi đâu có bị đâu mà tôi phải chấp nhận cái mà người ta đặt ra. Thì thầy có cái bí quyết nào hay là cách thức nào để cho kiểm soát lại cái thức về tai và mắt trong cái trường hợp của em không? Thật ra nó là cái những gì Khánh chia sẻ, nó là cái thức số 7 của mình. Thức số 7 của mình nó hoạt động, nó làm cho mình như vậy. Bây giờ là việc đầu tiên á, mà mình bị tụt mút, mình bị mất cảm xúc á, là có thể trong cái giai đoạn đó là mình không có duyên theo được cái hoàn cảnh thực tế. Việc ở đây là mình chấp nhận hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh thực tế như thế nào, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Thì khách hàng có người A, người B, người dễ thương, người không dễ thương. Việc của mình là gì? Việc của mình là làm tốt công việc. Mình bị cảm xúc chi phối. Và cảm xúc đó là cái thức thứ 7. Do mình chưa đủ công phu mà mình điều phục được cái cảm xúc của mình. Tuy là nó sắc tức thì không, cái câu này ở trong Bát Nhã Tâm Kinh rất là khó diễn giải, rất là sâu rộng. Có mà không có, không có mà có. Có đây ví dụ là cái này là chiếc ly. Kế chiếc ly là cái gì? Mình nhìn là khoảng không, nhưng thực chất là không phải là khoảng không. Rất nhiều vi trùng, không khí, bụi bặm xung quanh đây. Ví dụ là như vậy. Về cái việc người ta mắng mình lúc đó mình không giận, sao giờ mình nghĩ là mình giận, là mình chiều cái tôi của mình, chiều cái ngã của mình. Bây giờ nếu mà mình đủ cái lý, khi nghe kinh nghe giảng đủ cái lý á, thì mình mới quán tiếp là cái người mắng mình là cái người đau khổ, họ mắng mình là mình nợ họ. Tại sao bao nhiêu người họ không mắng mà họ mắng mình? Mình phải có cái nhân duyên với họ, họ mới mắng mình. Thì cái người mà mình đã vay 10 thì bây giờ mình phải trả 10 trong cuộc đời. Quá nhiều người tới mắng mình một lượt, mình cảm ơn, mình trả hết rồi. Rất là nhẹ nhàng. Không biết ai tới mắng, mình càng cảm ơn. Mà mình trả hết rồi
mà họ còn mắng nữa là sao? Trong quyển sách này, họ trả hết, mình đã trả hết mà họ còn mắng nữa thì sao? Mình tạo nghiệp lành, họ giúp mình thành tựu. Tất cả những cái phương pháp quán là mình mở lòng ra, ai cũng là người tốt, ai cũng là việc tốt. Chỉ nghĩ như vậy thì mình mới chất chứa những hạt giống lành vào trong tâm. Mình nghĩ họ xấu ác giống như là mình lấy rác mình cho vào tâm. Không ai lấy vàng, không ai lấy rác mà cho vào két sắt. Thì mình luôn nghĩ đối tượng bên ngoài là duyên, tại sao họ mắng mình không mắng người khác. Luôn nghĩ tốt, nghĩ lành đối với đối cảnh, đối với người bên ngoài, thì tự nhiên mình tâm mình nó nhẹ dần dần. Đã nó là người ta mắng mình có không? Có thì nhận, còn không có, không lý do gì để mà giận. À, mình giận là mình thiệt, ta không có biết. Thế thì tự mình, cái này vấn đề là tự bản thân mình chưa cởi bỏ được. Thì cần thời gian thiền định thì cái thức, cái mặt na thức, tám thức này thì trong cái môn, cái bài là duy thức học. Duy thức học thì Thánh có thể lên mạng nghe thêm, có một cái kênh rất là chi tiết để mình hiểu hơn. Duy thức học, duy là tư duy á, mình hiểu cái cách vận hành để mình tìm cái phương pháp. Vấn đề cuối cùng là mình muốn cuộc sống của mình an lạc, mà bây giờ cả toàn an lạc rồi, đang muốn cho truyền những cái sự an lạc đến cho mọi người qua phương pháp thiền, qua cái phương pháp làm lành, qua cái phương pháp bố thí lời nói, nụ cười, hành động, ánh mắt, bố thí tiền bạc là bố thí bên ngoài, bố thí tấm lòng, bố thí nụ cười, bố thí lòng yêu thương là bố thí bên trong, ngoại thí, nội thí. Mình cho một người ăn xin 10.000 mà mình cho bằng cả tấm lòng, đó là bố thí ba la mật, là hết lòng mình bố thí. Thì vấn đề ở đây là Thánh phải tập bố thí cho mọi người làm mình phiền não giận hờn, bố thí cho họ sự cảm. Cảm là cảm nhận người đó như thế nào thì mọi việc mới hanh thông. Trong gia đình mà thiếu sự cảm thông không thể nào mà hòa thuận được. Đôi khi mình giận, đôi khi mình nói, đôi khi mình hành động không đúng, nhưng mà mình phải nhìn lại xem, mình phải biết lỗi, sau đó tập cảm thông. Cảm thông được với tất cả mọi người, mình đã thành tựu. Thành tựu là cái vấn đề gì? Lòng mình đã mở. Hiện tại Khánh vẫn còn bị như vậy, cũng không có gì hết. Rất ít người còn trẻ mà mình đã phát tâm, mình nghĩ đến một cái phương pháp con đường làm lành. Rất ít, nếu mà càng lớn tuổi mà mình mới nghĩ đến thì rất là chậm. Ví dụ từng trước có một chị đó ở nước ngoài về, hơn gần 50 tuổi chị mới nhận ra những cái gì mà mình bỏ bê con cái chẳng hạn. Bây giờ nói về vấn đề con cái, một con nít trước 3 tuổi, trong giai đoạn 1 năm đến 3 năm, nếu mà cái đứa bé đó nó quá khó chịu, ăn uống khó hay là tâm sinh lý khó, thì mình phải xem lại cái nhân quả. Không số mệnh của nó là một phần, nhưng mà vẫn là nhân quả. Đây là trong giai đoạn thai giáo, tâm sinh lý, tính tình, tình cảm của ba mẹ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giai đoạn 0 đến 3 tuổi. Và giai đoạn 0 đến 3 tuổi, giai đoạn thai giáo là giai đoạn quan trọng nhất. Cho nghe nhạc Mozart giúp trí thông minh, cho nghe kinh, cho nghe nhạc thiền, hoặc là kể chuyện giúp đứa bé đó có cái linh tánh, có cái hạt giống lành, có cái sự giống như mình nói là trộm vía. Nhưng mà trong giai đoạn thứ nhì là giai đoạn trước 3 tuổi, không dạy dạ thưa, không dạy lễ phép, sau đó rất khó dạy. Thì tất cả những điều đó vẫn là cần giáo dục gia đình. Mà lớn lên hơn một tí thì mới cần giáo dục về tôn giáo, nhưng mà trong giai đoạn mang thai là cái giai đoạn quan trọng nhất. Thì mình nếu mà được điều đó thì mình mới thấy được là cuộc đời của mình là một cái xoay vòng. Thì bây giờ Khánh phải có những cái
cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái gì bức bách thì mình mới đang đi tìm cái phương pháp trên cái con đường. Như hôm bữa Khánh nói muốn gặp Hải Toàn, muốn hẹn gặp không? Dạ. Cảm ơn. Khánh thông chưa? Thông câu hỏi đó chưa? Dạ. Cảm ơn. Tập thông cảm. Dạ. Bí quyết là vậy thôi. Chào thầy. Thì hồi nãy có nghe thầy nói về 8 cái thức. Thì 6 cái đầu tiên thì mình đã hiểu rồi, là những cái bộ phận trên cơ thể của mình. Còn cái thứ 7 và cái thứ 8 á, cái thứ 7 thì con hiểu là cái tiềm thức. Và cái thứ 8 là cái tàng thức. Thì cái tiềm thức có phải là những cái mà nó đã lập trình sẵn trong con người mình? Ví dụ như là từ lúc mình sinh ra đến lúc mình lớn lên, thì những cái mình nhận được từ ba mẹ, từ những cái môi trường sống, thì nó có phải là tiềm thức hay không? Yeah. Yeah. Và trong cuộc sống thì con thấy là những cái suy nghĩ, những cái hành động, thì cái tiềm thức của mình nó ảnh hưởng khá là nhiều. Thì có phải là mình đang tu tập để mình gọi là bóc tách ra những cái tiềm thức đó, có cái nào đúng, cái nào sai? Nếu mà sai thì mình sẽ gọi là mình sẽ sửa lại những cái suy nghĩ sâu bên trong mình. Và có một câu hỏi nữa là về tàng thức. Thì tàng thức theo con hiểu, không biết đúng hay không, là những cái mà ví dụ sau này mình mất đi, thì đó là những cái ký ức mà lưu trữ cuối cùng của cuộc đời mình. Thì mình đang làm là mình đang tu tập để mà có được những cái tàng thức gọi là tốt đẹp nhất, để ví dụ khi mình luân hồi chuyển hóa đi, thì dần dần những cái tàng thức đó đến những kiếp sống sau. Thì con không biết là những cái con suy nghĩ thì có chỗ nào nó đang bị không đúng hay không. Nếu mà hiện tại chị suy nghĩ như vậy thì tương đối hợp lý. Nhưng mà bây giờ mình đi sâu hơn. Đi sâu hơn là khoa học thì nói là con người là do gen. Học đó là gen. Theo kinh trong Phật Pháp thì nó là nghiệp mỗi người không giống nhau. Nghiệp mỗi người, nghiệp từ đâu? Nghiệp từ đời trước qua đời này. Mình có nhân duyên, mình có duyên nợ với nhau thì mình mới là cộng nghiệp. Nhiều người cộng lại, trong gia đình là cộng nghiệp. Ai ăn người ấy no, ai tu người ấy hưởng. Ba mẹ của mình cho dù làm chức rất là to, nhưng mà mình được hưởng một tí thôi, và một giai đoạn nào thôi. Nên mình nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, đó là nói theo dân gian. Thế thì ai ăn là người đó no là đúng rồi. Mình tu là mình hưởng, nhưng mà những người thân của mình hưởng được một phần thôi. Về cái tiềm thức của mình, nó luôn dẫn dắt cho mình đi lệch hướng. Thì cái phần tiềm thức và tàng thức là cái kho chứa từ đời trước. Còn cái tiềm thức là nó được kết hợp giữa cái tàng thức và một phần trong đời này. Mình nói là bổn tánh là cái tánh gốc, tập tánh là trong môi trường xã hội của mình. Một gia đình sinh ra thường xuyên ăn mặn, mình sẽ thường xuyên ăn mặn. Thế thì đến khi mà mình nhận ra, đến khi mà mình trưởng thành, mình trải qua đau khổ, thất bại, mình tự nhận ra, thì mình sửa, là mình sửa cái tiềm thức để nó dung nạp những cái gì tốt đẹp vào cái tàng thức. Nếu có đời sau, thì bây giờ Phật Pháp chia ra 5 chuyến xe ngũ thừa. Mình muốn đời sau làm người thì mình phải giữ ngũ giới. Nhà nho thì có ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Ngũ giới là không sát sanh, không tà dâm, không trộm cướp, không uống rượu, không có y suy nghĩ lệch lạc. Thì mình hiểu là đời này mình muốn đời sau tiếp tục làm người thì là ngũ giới. Đời sau mình muốn sanh thiên thì mình thập thiện. Thì mỗi chuyến xe đưa mình về một cõi, nhưng mà mình muốn thoát khỏi luân hồi, không muốn luân hồi nữa, mình thoát khỏi luôn, thì có thể là mình tu theo tịnh độ. Trong Phật Pháp có tịnh độ là mình về với Đức Phật. Thế thì có nhiều pháp tu khác nhau. Bây giờ mình cơ bản mình đang muốn từng nấc thang, mình chỉ là nên đi từng nấc thang. Bây giờ mình muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, an lành, thì thiền là một phương pháp. Đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh là một phương pháp. Đang tìm hiểu tám thức cũng là một phương pháp để mình hiểu cái cách vận hành đó. Và mình xem có đúng hay không. Nằm mơ là mình nằm mơ thì có bốn loại: sinh hoạt cơ thể, sinh lý của mình hàng ngày mình mơ thấy. Hai, trong tạng thức của mình nó có sẵn cái hình ảnh đó. Ba, bị quấy phá. Bốn là thiên thần nhắc nhở.
thì ai cũng có mơ cả, nhưng mà thường nó là cái cơ thể mình mệt thì mình mơ cái giấc mơ nó không vui, nó sợ hãi, nó đáng sợ. Và khi mà mình gặp mộng đẹp thì mình cười, mình vui theo. Vậy nằm mơ, ai thích mơ đẹp, ai thích mơ dữ? Không ai thích mơ dữ cả. Vậy nếu mà có đời sau, mình thích có cuộc đời tốt đẹp hay sẽ cuộc đời không tốt đẹp cũng do mình. Thì rốt cuộc lại là chị nghĩ là do cái một phần cha mẹ của mình, là do cái sự dạy dỗ, sự giáo dưỡng và cái môi trường của mình nó tác động một phần. Còn bây giờ nếu mà mình đang tích tụ điều lành thì từ đây đến cuối đời mình được điều lành trước tiên. Còn tin hay không tin vào đời sau cũng tốt. Mình đang hướng về có con đường lành thì chắc chắn mình sẽ đi về đường lành. Trong cái quyển sách này, nếu mà một cái người trước khi mất tâm còn quá sân giận, tâm còn sân giận, không buông bỏ được cái nỗi sân giận đó, thì cái linh quan nó sẽ trầm lại, giống như là cô đặc đen lại. Nó sẽ đi tìm đến một gia cảnh kém êm ấm và một cái người mẹ đang mang thai cùng tần số. Thế thì sao? Cái linh quan nó đã trầm rồi, tại vì nó quá giận dữ, không buông bỏ được những cái gì mà uất ức, thì nó sẽ đi tìm đến cái bào thai. Thì cái bào thai đó sinh ra trong một gia đình kém êm ấm. Linh hồn, nếu linh sẽ không như vậy, phương Tây gọi là linh hồn. Thì mình hiểu là nếu mà cuối đời của mình, mình nói là chết lành là một trong ngũ phúc, chết tỉnh táo, nhẹ nhàng, không phải là bị thực vật chẳng hạn, thì mình nghĩ đi. Thì bây giờ đó, nếu mà cuối đời mình không biết điều gì chắc chắn, cái chết là chắc chắn, thì chính vì điều đó mình phải làm cho tâm và thân của mình nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt. Mình thường suy nghĩ điều gì, mình tích góp điều gì, thì đến cuối đời cho dù hôm nay hoặc là mấy chục năm sau mình có tạm xa cái thân này, thân tứ đại này nó tan rã, mình cũng biết cái đường để mình về. Còn bây giờ mình đang lăn tăn cơm áo gạo tiền, đến lúc mà kêu mình đi gấp, mình không biết đi đâu. Rất là rõ ràng ha. Ví dụ thánh thích cái gì thì mình có những hội nhóm bạn tương ứng với mình. Nên bất cứ giá nào mình cũng phải tìm lời lành, pháp lành và những người lành. Mà mình đang tìm người lành rồi mà người không lành sát vô là khác tần số. Ví dụ người không thích nhậu thì đi ngang quán nhậu không thu hút được mình. Người không thích xe thì đi ngang cửa hàng xe cũng không ảnh hưởng được mình. Cái buổi thiền hôm nay là quán sát nhân duyên, quán nhân duyên. Thì quán nhân duyên thì để mình hiểu được cái cách vận hành của tám thức của mình, là mình chấp nhận mọi nhân duyên trong cuộc sống, dần dần mình sẽ có công phu. Mỗi buổi tập là nhân, sau một thời gian cái sự thành tựu của mình là quả. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, chúc cả nhà buổi tối ăn mừng. Dạ, em xin phép.